chào mừng các bạn đến với Hipshare. Hôm nay Hipshare sẽ giới thiệu với các bạn một bộ sản phẩm liên quan đến giải pháp kiểm soát vào da, bao gồm thiết bị kiểm soát vào da và thiết bị nhận diện khuôn mặt tinh mao. Thiết bị đầu tiên trong cái bộ sản phẩm này đó là cửa kiểm soát vào da. Kích thước của cửa kiểm soát vào da được bố trí và thiết kế để phù hợp với hầu hết các cái địa điểm sử dụng. Chất liệu của cửa kiểm soát vào da được làm từ thép không gỉ. Với kích thước và chất liệu này thì các bạn có thể sử dụng được ở rất nhiều nơi, ví dụ như là khu vực văn phòng ở trong nhà, khu vực kiểm soát ngoài trời của các nhà máy, thậm chí là ở những nơi ví dụ như là resort hoặc khách sạn vùng biển có môi trường hoạt động rất là khắc nghiệt. Hiện tại ở văn phòng demo của Hikvision thì chúng tôi đang trưng bày một làn. Tuy nhiên thì bộ sản phẩm này hoàn toàn có thể mở rộng sang thêm nhiều làn khác nhau nữa, tùy vào nhu cầu và mục đích ứng dụng của khách hàng. Ngoài ra thì cửa kiểm soát vào da này được tích hợp sẵn module đọc thẻ ở đầu vào và đầu ra, và đây là cửa kiểm soát vào da được mở bằng kiểu cảm ứng. Thank you. Thứ hai trong bộ sản phẩm này đó là thiết bị nhận diện khuôn mặt Nemo. Các bạn có thể nhìn thấy là thiết kế của nó là thiết kế công nghiệp, kích thước của nó rất là nhỏ gọn. Ngoài hai camera thông thường ở trên mặt của sản phẩm thì thiết bị này đã tích hợp sẵn khoảng cách nhận diện từ 0,3 đến 2 mét, có thể nhận diện đeo khẩu trang hoặc không đeo khẩu trang. Dung lượng khuôn mặt tối đa là 50.000 khuôn mặt. Tốc độ nhận diện dưới 0,2 giây trên một khuôn mặt, độ chính xác lên đến hơn 99%. Thay vì người sử dụng phải mua cửa kiểm soát và thiết bị nhận diện khuôn mặt ở nhiều nhà cung cấp khác nhau, thì Hikvision cung cấp trọn bộ bao gồm cả cửa kiểm soát, cả chân đế và cả thiết bị nhận diện khuôn mặt. Điều này sẽ giúp cho người sử dụng tiết kiệm được thời gian lắp đặt, tăng tính thẩm mỹ và tăng hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống. Bộ thiết bị này có thể sử dụng được ở những nơi cần kiểm soát vào da của sảnh văn phòng, sảnh tòa nhà và sảnh của các cái nhà máy. Thiết bị kiểm soát khuôn mặt Minmo của Hikvision đang dẫn đầu xu hướng kiểm soát vào da mà không cần chạm. Hy vọng rằng những chia sẻ trên của mình đã giúp các bạn có thêm thông tin về sản phẩm. Những thiết bị này đang có mặt sẵn tại phòng demo của văn phòng Hikvision Hà Nội và văn phòng Hikvision Hồ Chí Minh. Nếu cần chi tiết thông tin thêm, vui lòng liên hệ lại chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip share tiếp theo.